Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi, tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi. Lão cư sĩ Lý Á Trị, 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước đã giảng sanh. Rất nhiều ngày trước đó, bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng rộng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm Phật đường chúng ta niệm Phật. Bà bị ung thư, ở niệm Phật đường niệm Phật đến khi trọng bệnh. Ngày 18, bà thông báo cư sĩ Lý Mộc Nguyên, yêu cầu Lý cư sĩ đưa bà giảng sanh, giúp bà làm hậu sự. Lý cư sĩ nói với bà, ngày 26 tháng này, ông ta phải dẫn một đoàn đến Trung Quốc bái sơn. Nếu bà muốn giảng sanh, bà phải đi sớm hơn trước một ngày tôi xuất phát, thì tôi mới có thể giúp bà làm hậu sự. Bà liền đồng ý. Thế là bà chọn 5 giờ chiều ngày 20. Ngày 18, bà nói với Lý cư sĩ là bà chọn lấy thời gian này. Đến 5 giờ ngày 20, bà giảng sanh, không sai một phút. Bởi vì bà bệnh nặng, con trai của bà đưa bà vào bệnh viện. Vào bệnh viện, bà liền lớn tiếng niệm Phật, làm cho bác sĩ cũng không biết làm cách nào. Người bệnh lớn tiếng niệm Phật, làm cho mọi người trong bệnh viện đều niệm Phật theo bà. Cho nên bà đã biến bệnh viện này thành niệm Phật đường. Không chỉ bà chính mình giảng sanh, mà bà còn độ được bao nhiêu người, làm cho bao nhiêu người trồng được thiện căn. Bà nói 5 giờ, khi đến lúc đi, con trai bà ở ngay nơi đó xem thời gian thì thấy không sai lệch phút giây nào. Tôi đã nói qua với các vị, niệm Phật đường chúng ta có rất nhiều Phật Bồ Tát đang niệm Phật. Những ai là Phật Bồ Tát? Những người này chính là Phật Bồ Tát. Họ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Lý cư sĩ nói với tôi, trước khi ra đi, người nhà hỏi bà những việc trong nhà, bà vốn dĩ không hề quan tâm đến. Đây chính là buông xả hết thảy thế duyên, đem thế duyên, tình duyên của thế gian chuyển thành Phật duyên. Bà hóa độ cả người nhà của bà, thị hiện cho họ xem, bạn có tin hay không? Lý cư sĩ vừa mới đến nói với tôi, ngày hôm nay ông lại đưa hai người giảng sanh. Họ đều là yêu cầu ông làm những việc hậu sự này. Hay nói cách khác, họ đều là phải giảng sanh sớm hơn ngày ông đi Trung Quốc. Sự việc này không phải là một lần, đã rất nhiều lần rồi. Giảng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này của chúng ta. Có mấy người chịu làm chứ? Nếu như chúng ta vẫn cứ không thể buông xả tài sắc danh lợi, thì chúng ta là người ngu si đến cùng tột rồi. Bạn còn ham muốn thế duyên thì nhất định không thể giảng sanh. Nếu như là người xuất gia, chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao vậy? Mượn danh nghĩa của Phật lừa gạt chúng sanh. Ngôn hạnh của chúng ta không phù hợp thì chính là lừa gạt chúng sanh. Không nên cho rằng chúng ta ở trên giảng đài nói được không tệ, chúng ta chính mình nói mà không làm được là lừa gạt người. Rất nhiều người này vì chúng ta hiện thân nói pháp, vì chúng ta làm kiến chứng, tại vì sao họ có thể giảng sanh thù thắng đến như vậy? Khi giảng sanh, họ thấy được Phật, còn thấy được một mảng kim quang. Người trợ niệm cũng đều xem thấy. Then chốt chính là ở chí tâm tính nhạo. Trích lục từ Vô Lượng Thọ Giảng Ký, tập 121. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam